Trong 29 nghị sĩ ly khai đảng Senuri, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như cựu chủ tịch đảng Kim Il-sung và thủ lĩnh nhóm nghị sĩ đảng Senuri tại Quốc hội Yoo Seung-min. Các nghị sĩ này đã đăng ký thành lập đảng mới mang tên Đảng Bảo thủ mới vì cải tổ, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 24 tháng 1 tới, nhằm thu hút các cử tri bảo thủ không còn ủng hộ đảng Senuri sau vụ bê bối liên quan đến Tổng thống Park và người bạn thân Choi Soon-sin. Nhóm nghị sĩ này cáo buộc những người trung thành với bà Park đã lãng quên những giá trị đích thực của chủ nghĩa bảo thủ, dẫn đến việc làm mất lòng tin của người dân. Đồng thời, nhóm cũng tuyên bố sẽ tìm cách biến vụ bê bối mới nhất này thành một cơ hội để cải cách đất nước và khôi phục lại giá trị đích thực của chủ nghĩa bảo thủ. Liên quan đến tiến trình điều tra vụ bê bối của Tổng thống Park, hôm qua, Ủy ban điều tra đặc biệt của Quốc hội đã chất vấn bà Choi Soon-sin ngay tại nơi giam giữ. Buổi chất vấn kín diễn ra trong 2 giờ rưỡi, với sự tham gia của 8 trong số 18 thành viên ủy ban. Sau cuộc gặp, ủy ban này cho biết bà Choi đã xin lỗi về tình trạng hỗn loạn hiện nay, song phủ nhận hầu hết các cáo buộc. Ủy ban cũng tiến hành các cuộc chất vấn kín một số nhân vật khác như các cựu thư ký tổng thống Chung Ho-sung và An Chung-bum.